pháp Billing là một phương pháp tự nhiên giúp các bạn nữ có thể điều hòa sinh sản và cũng nhằm mục đích bảo vệ sự sống. Đây là phương pháp do hai ông bà bác sĩ John và Evelyn Billing nghiên cứu ra dựa vào các nghiên cứu khoa học của giáo sư Eric Odeblatt và giáo sư James Brown. Phương pháp này đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận vào năm 1978, đã được giảng dạy trên 100 quốc gia và hơn 50 triệu đôi vợ chồng đã sử dụng phương pháp này. Lợi ích của phương pháp Billings, hiệu quả đạt tới 98,5-99,7% vào năm 1997, áp dụng được cho cả chu kỳ không đều, stress cho con bú, tiền mãn kinh. Phương pháp này còn được gọi là phương pháp của tình yêu bởi vì nó giúp thắt chặt quan hệ vợ chồng bằng đối thoại, quan tâm, tế nhị, chung trách nhiệm. Còn luyện tập sống tiết độ, hy sinh, giữ chung thủy nữa. Phương pháp này hợp tác với quy luật tự nhiên của tạo hóa ban cho người nữ. Phương pháp rụng trứng Billing là một phương cách tự nhiên giúp các bạn đạt được sự thụ thai, trì hoãn thụ thai và theo dõi sức khỏe sinh sản. Phương pháp này chỉ dựa vào cảm giác chất nhờn của người phụ nữ nơi âm hộ, hoàn toàn không dùng tay thăm khám hay sờ hoặc là đếm ngày. Bởi vì trong các nghiên cứu của Billing thì chất nhờn liên quan rất chặt chẽ với các hiện tượng sinh lý xảy ra trong cơ thể, trong một chu kỳ của người nữ. Phương pháp này phù hợp với giáo huấn của Giáo hội Công giáo, do đó được sử dụng nhiều trong Giáo hội Công giáo, được các Đức Giáo hoàng chuẩn nhận và Đức Thánh Cha Francisco mới đây ngày 1 tháng 6 năm 2016 đã ban phép hành tòa thánh cho tất cả những ai giảng dạy sử dụng phương pháp này và tất cả những tổ chức giảng dạy trên thế giới.